mình giỏi, Lữ Bố quyết định muốn chơi bật chiến thần trầm trọng lực dồn vào và lôi điểu, hạ gục thành công Lữ Bố. Những cái tình huống này, Ngộ Không đã ra mà hơi muộn rồi, bị kéo lừa từ vị tướng Roshi kéo vào và khả năng là không chạy thoát và tiếp tục là double kill cho Tulen team chúng ta. Đó khá là ngon nhỉ. Đó, Tulen đầu chặn đi ganh được nghe mạng double kill rồi thì khả năng là cũng gánh team đấy nhá. Rồi đường mid đã xuất hiện ra ta. Đó thì mình bây giờ chữ ulti thì cấu rỉa nhẹ nhẹ thôi nhá. Đó về combo cấu rỉa vị tướng Zuka này thì em có thể dùng cái chiêu 1 này. Đó hoặc là chiêu 2, đó lao lên cấu các chiêu thức người đối phương. Mà anh em lưu ý nhá, sau mỗi lần dùng chiêu vị tướng Zuka này anh em hãy đánh thường mình một cái. Đó thì cái lượng sát thương vị tướng Zuka được tối ưu nhá. Đó về cơ bản thì cái cơ chế chiêu vị tướng Zuka giống Ngộ Không nhá. Đó dùng chiêu thức xong đánh thường mới mạnh được. Ở Capini FK, ở thế thì ngon rồi. Hãy tiếp tục mạng thứ hai cho mình trong trận đấu này. Rồi nói chung là bây giờ được hai cái mạng này thì mình nghĩ cái trận đấu này lại xanh sao sớm thôi. Đó cho anh em chưa biết thì vị tướng Zuka một khi đã xanh ấy, đó không khác thì Ngộ Không đâu. Rồi siêu việt Tulen team mình. Và trước khi ra đi, Ngộ Không vẫn lưu kéo thêm được cái anh mạng của anh bạn Tulen team chúng ta. Trong cái trận đấu này mình nghĩ phải kết thúc sớm thôi nhá. Đó không để lết được. Đó để lết Ngộ Không là xanh lên thì một đập thì mình có chẳng bay màu luôn đấy. Đó với kèo mà vị tướng Zuka với Ngộ Không, anh em chỉ cần cố thảo tung chiêu trước thì lấy lãi sát thương là auto thắng nhá. Chứ còn mình mà đánh tay đôi Ngộ Không ấy, để Ngộ Không đập trước thì mình khả năng lên bảng rất là dễ đấy. Đã bắt đầu có sự xuất hiện của vị tướng Ngộ Không trên minimap bùa đỏ này, thế thì mình sẽ lúc bùa xanh nhá, phải chơi chiến thuật lúc lùm anh em ạ. Đó không biết ăn được thanh niên này không nhỉ, mà mình nghĩ khả năng là ăn được. Rồi Ngộ Không dùng hết hai chiêu đi, hết hai chiêu rồi, phi thân kích lên này. Cấu đi lượng sát thương mà không đủ nhá và phải rút lui thôi. Nghe quá sai lầm quá anh ạ. Rồi không biết chạy được không. Khả năng là lên bảng điểm số rồi, nhưng Roshi thì mình đã tới kéo lừa, nhưng không ai sốc sát thương thì mình nghĩ cũng không sẽ chạy thôi. Còn ở trên đường dòng thì team chúng ta chuẩn bị ganh vào thon rồi. Còn chạy làm sao được, trường điện tử bật ra và lôi điểm kích hoạt và kết liễu thành công được mạng của thon. Và may mắn cho team Mi team chúng ta là đã kích hoạt thành công ulti và hồi sinh được. Trong quả đấy là tí Timmy không kích hoạt kịp là bay màu đấy nhá. Bây giờ thì mình sẽ trở về lên farm nhá. Đó nói chung là từ lẫn giờ đi loanh quanh hơi nhiều rồi. Rồi anh chàng Lữ Bố lên, Lữ Bố mới level 6 nhá. Mình nghĩ không biết đánh được không, mà mình nghĩ khả năng là đánh được. Đó tại vì vị tướng Lữ Bố nếu đầu trận mà mình hành được một hai mạng ấy, đó thì mình nghĩ là Lữ Bố lõng phế đi đôi phần. Rồi nhưng Lữ Bố quyết định là ra mid rồi nên mình tiếp tục là farm nhá. Đó nói chung chơi vị tướng này thì cũng như AD thôi nhá. Đó đặt tiêu chí farm hàng đầu, đó thì xanh mới gánh được team nhá. Đó cho anh em mà chơi vị tướng Zuka mà đi đánh nhau ấy, mà đánh nhau nhất là trường hợp mà qua được mạng, đó thì thoạt thì vị tướng Zuka nó phế thành một cục tạ, hoặc nói chung là cực kỳ là lặng luôn ấy ạ. Rồi còn mấy giây nữa thì ulti mình hồi thôi anh ạ. Đó thì lao đánh luôn nhá. Đó cấu rỉa nhẹ nhẹ này và ulti trầm trọng lực. Đó cấu đi, ui thì chết rồi. Mẹ thằng này Lữ Bố hút máu ghê vậy. Rồi khả năng phai mình sẽ rút lui đây. Đó tưởng ăn được Lữ Bố mà khả năng hút máu bị từng Lữ Bố nó gọi là thấm hơn Gazena rồi. Đó nên mình nghĩ khả năng không ăn được đâu. Đó coi như cái lần đấy là câu đi ulti Lữ Bố đi. Đó chứ là anh em muốn đánh thẳng mặt bị từng Lữ Bố này thì phải có trường hợp là Lữ Bố nó hết cái ulti anh ạ. Đó thì đánh mới được. Chứ còn một khi Lữ Bố còn ulti thì khả năng ăn Lữ Bố sẽ bằng không rồi. Về lối ngọc này của mình dùng có vị tướng Zuka này thì mình sẽ dùng có vị tướng Zuka ngọc sát thương chí mạng nhá. Đó ngọc kiểu Ngộ Không đấy. Rồi đâu sự chuyện Ngộ Không rồi, trầm trọng lực cấu rỉa két được thêm ân quái. Ngộ Không nó chạy mất rồi, tiếc quá nhỉ. Rồi lui đi anh em ơi, nó mình còn tí máu này mình nghĩ khả năng không chơi trong pha này đâu. Đó thì về ngọc thì mình sẽ dùng ngọc đỏ là ngọc sát thương chí mạng này. Đó thì vì sao mình dùng ngọc đấy thì cũng tương ứng với lối trang bị hôm nay nhá. Đó thì vì lối trang bị hôm nay nó cũng có thanh kiếm mà xong đau táp anh em. Đó thì khả năng sau khi dùng chiêu của mình ấy, đó thì chí mạng nó dạng rất là khỏe. Đó không kém cạnh gì cũng không nhá. Rồi Lữ Bố sao này bạn. Lại tiếp tục một lần nữa là lên bảng điểm số rồi. Rồi Tulen chạy để mình cảm giác đánh nhàn nhỉ. Đó cứ đi bắn cái lôi điểm phát là có mạng rồi. Đó thì về ngọc tím này thì mình sẽ dùng là ép một lửa cho anh tốc chạy. Thì nhỉ, 5 viên tốc này tốc chạy này và 5 viên hút máu. Đó thì mình nghĩ là chơi sẽ tốt nhất nhá. Còn về ngọc xanh thì chắc chắn sẽ là công vật lý xuyên giáp rồi. Và anh em nào bằng ngọc khác đó thể góp ý cho mình dưới phần comment nhá. Đó tại vì cái lối ngọc thì nó cũng tùy theo trận đấy nhá. Đó và cái lối trang bị nó cũng thế. Đó lên mỗi trận mỗi khác và mỗi trang bị mỗi khác. Nên khi chơi thì anh em đừng bao giờ lên theo kiểu xe khoa nhá. Đó tuy nó chỉ đúng đến khoảng 70% thôi. Đó khi chơi thì cũng tùy theo tình hình trận mà mình sẽ lên lối trang bị khác nhau. Thì khi chơi mình nghĩ sẽ là dễ thắng hơn nhá.
Rồi có Thoàn đây giỏi chẳng trọng lực chơi luôn và tiếp tục hạ được mạng thanh niên Thoàn trong tình huống này. Giấm thần lực bật ra và kết liễu được mạng của Caffeine. Rồi còn mỗi Ngộ Không thôi, Ngộ Không chạy làm sao nữa bạn ơi. Và double kill cho mình trong cái tình huống này. Còn về lối trang bị trận này của mình, đó thì anh em đã nhìn thấy rồi. Đó thì mình gần như là lên cho vị tướng Zuka lối phiệu full công. À đâu, lối gì nhỉ? Trang bị full công chứ nhỉ? Đó thì về slot đầu tiên này, mình sẽ lên giày. Đó thể đi đảo canh tốt hơn và cũng tùy từng trận nhá. Đó trận nào team bạn khống chế nhiều, anh em lên cho mình giày kiên cường. Còn trận nào mà team bạn ít khống chế, đó lên giày Hermes đi đảo đường sẽ là tốt hơn. Rồi có hai thành viên team bạn đây rồi. Phi thân kích khắp tung và đoạn đá bọc. Cái lưu mạng Zata và cái mạng tiếp theo dành cho Moren team mình. Đó nói chung khá là ngon rồi. Đón về slot thứ hai thì mình sẽ lên cho vị tướng Zuka lối phiệu. À, lối trang bị chứ nhỉ? Toàn nhầm anh ạ. Đó, từ từ nha, pha mình sẽ bắt thanh niên Thon đã. Rồi, trầm trọng lực kết hợp tốc biến và hạ gục thành công Doan trong đúng một lốt nhạc thôi. Cực kỳ là đáng sợ luôn. Đó, lên khi chơi vị tướng Zuka thì anh em có hai lối gì nhỉ? Phụ trợ. Đó, một mang tốc biến, này hai mang bộc phá mà mình nghĩ là tốc biến sẽ hợp lý hơn rồi. Và ở đây, theo sự chuyện của cô làng Caffeine team bạn là một combo nhẹ nhẹ thôi. Đó, truyền thuyết cho mình. Đó như Caffeine từ đầu chặn giờ thấy hơi ít xuất hiện nha. Không biết cô làng này chui đâu nhỉ. Đó thì nói tiếp về lối trang bị hôm nay đi. Đó thì đến slot thứ 3 này thì mình sẽ lên cho vị tướng Zuka lối phối hợp kiếm. À quên, slot thứ 2 chưa, như chưa nói sau nhá. Đó slot thứ 2 trong mùa này thì cái thương xuyên phá giảm sức mạnh rồi ấy. Đó anh em có thể thay bằng cái thương nong Noginus nhá. Đó tùy thôi nhá. Rồi combo của hai anh em đến rồi, nghe choáng ghê vậy. Rồi khả năng lại lên bảng điểm số rồi. Thanh niên Thon bây giờ bắn choáng ghê cực anh ạ. Đó chạy mà lên giày kiên cầm mình nghĩ pha đấy là chạy được rồi. Mà lại hơi tham mạng ở Zata lên một cái pha lưỡng lự và lên bảng điểm số. Rồi thì nói tiếp với lối trang bị hôm nay nhá. Thì đến slot thứ 4 này mình sẽ lên cái thanh kiếm. Đó một slot có thể gây đột biến vị tướng Zuka cực kỳ mạnh. Nó không khác gì Ngộ Không đâu. Đến slot thứ 5 thì đó chính là cái nanh Phoenix rồi. Đến slot thứ 6 thì có rất nhiều sự lựa chọn luôn. Một là cái giáp hồi sinh này, hai là găng tay Hacker, thứ ba là cái liềm đoạt mệnh và thứ tư là anh em có thể lên cái song đao bạo táp nha. Mà mình nghĩ anh em lên song đao bạo táp thì sẽ là một lựa chọn cực kỳ hoàn hảo luôn. Tại vì một khi mình đã lên được cái song đao bạo táp rồi ấy, đó thì thỉnh thoảng chí mạng bị tướng Zuka lổ ra thể lên 5 này hoặc là 4k chí mạng. Đó cực kỳ là thốn luôn, không khác gì Ngộ Không nhá. Mà cái chiêu bị tướng này có thể dùng kích hoạt nhiều hơn bị tướng Ngộ Không rất là nhiều. Đó nên mình nghĩ là cái lối trang bị song đao bạo táp sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý nhá. Rồi tập trung để trụ thắng luôn anh em ơi. Đó trận đấu mình nghĩ là ăn được 13 trụ đến đây là kết thúc được rồi. Mà team mình cảm giác toàn tay ngắn thôi. Làm sẽ rất là khó anh em. Rồi còn mỗi Moren là tay dài thì đang cấu riềng. Team bạn nó ít máu đi mà mình nghĩ là khả năng sẽ hơi là khó rồi. Anh em này đập rát vậy. Rồi Zata đã bay, phi rực được bật và kết liễu được mình. Nhưng buồn cho Zata là Moren đã đến rồi. Bắn rất là lực, ép góc được tường này và kết liễu Zata. Và Zata cũng phải nằm xuống pha này thôi. Đó team mình gần như là bị hủy diệt rồi. Còn mỗi Tulen anh ạ. Đó thì còn ba lính này thì mình nghĩ là khả năng kèo này vẫn thắng được. Bây giờ hồi sinh rồi, gian kinh công, mình nghĩ là đẩy ôn phát là thắng luôn nhá. Đó và như mọi lần anh em, cách chơi là cách đánh lên đồ bảng ngọc thì mình sẽ luôn cách khắc chế vị tướng Zuka nhá. Đó thì khắc chế vị tướng Zuka cũng cực kỳ đơn giản. Đó chọn chất tướng hơn kèo và đè đường vị tướng Zuka thì vị tướng Zuka sẽ là một con bài cực kỳ là phế luôn. Đó và tránh kéo dài trận đấu đến lết. Vì lết vị tướng Zuka lại thành một con bài nó bắt chủ lực cực kỳ là khỏe lắm nhá. Rồi lui ăn kinh công đi anh em ơi. Đó chứ bây giờ đánh nhau thì cũng không tác dụng gì đâu. Tại vì team mình nếu không có kinh công thì đánh trụ sẽ cực kỳ là khó luôn anh em. Đó mình nghĩ ăn xong kinh công này thì team bạn nó cũng gờ ở đây. Để ba con thiên vương chùy kia mà đi chung cộng thêm con dòng tiên phong để bắp lên to này. Đó thì gần như là đép mỏi tay luôn đấy. Phải cách khắc chế Zuka thứ hai thì anh em thể dùng vị tướng khống chế mạnh như kiểu Arum này, Alistair. Đó thì mình nghĩ khắc chế vị tướng Zuka sẽ rất là tốt nhá. Hoặc có thể dùng Alice đi bảo kê. Đó tại vì Zuka một khi đã bị câm lặng ấy, đó thì dùng chiêu sẽ rất là khó anh em. Rồi và team mình đã lao lên rồi, thần thánh như Tulen. Và khả năng clip mình đến kết thúc nha em. Nếu em nào thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo nhé. Bye bye.